Xin mình chào tất cả các anh em, các công chú, các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay Tùng Nguyễn Radio có làm một video để dựng cho một bác khách ở huyện Thạch Thất, Hà Nội. Một cấu hình loa KB052JBL full đơn bát 30. Và cấu hình này thì em dựng cho bác khách này ở Thạch Thất. Loa của nó là loa 052JBL, sử dụng bát giờ xét, tép giờ xét. Và bát giờ xếp là từ 109 con 76. Đây là dòng lưới của nó các bác nhé. Đây là dòng lưới. Và mẫu này là mẫu full đơn. Full đơn thì nó sẽ cho tiếng ca rất là sáng, nghe nhạc căng. Và lưới của nó thì là lưới màu lâu các bác nhé. Lưới màu lâu ạ. Lưới màu lâu thì lưới này thì em cũng chưa đóng tem mác gì. Đấy, lưới các bác nhìn cái bộ lưới nó rất là đẹp. Thùng của Tùng Nguyễn dựng thì các bác cực kỳ yên tâm. Và thùng có rất là nhiều cấu hình thùng các bác nhá. Có những cấu hình thùng mà nó rất là rẻ, thuộc vào các cái loại ván và các cái loại gỗ thanh lý. Bắt cái ốc vào nó bởm bục các bác ạ. Thế nên là các bác mua hàng các cái dòng loa dựng thì các bác lưu ý đến từng cửa hàng rồi mình có niềm tin thì mình mua. Bát giờ xếp từ 109 con 76, gân của nó là gân 2 sóng và màng lượng sóng xếp đi tới rốn. Hôm nay em dựng cấu hình này với cái giá là 5.300.000 một đôi. Đấy, làm giá rất là tốt, 5.300.000 một đôi loa với cấu hình là bát tép giờ xếp các bác nhé. Bát 30 giờ xếp màng được kết hợp rất là nhiều sợi bông thủy tinh. Các cái dòng bát chất lượng thì được kết hợp rất là nhiều sợi bông thủy tinh, xương uốn cong. Dòng này là dòng đít nồi, và đít của bác có đôi 4-6 cái lỗ các bác nhé. Đấy các bác nhìn này, cái màng của nó lấp lánh như sao, nhện màu vàng chanh. Gân của nó là gân 2 sóng được tẩm dầu. Dòng này đánh dòng bát giờ xếp thì so với các dòng bát kỳ 109 khác của bên cửa hàng thì dòng bát giờ xếp nó nhiều bát đánh rất là khỏe. Tép, nắp tép từ 120 con 4, dòng tép titan giờ xếp LD253. Thì bên trong thùng thì em có review cho các bác xem. Bên trong thùng thì được làm gỗ MDF và gỗ của nó thì rất là dày. Các bác nhìn cái chất liệu gỗ của Tùng Nguyễn nhập thì rất là dày. Các bác nhìn nước sơn nó rất là đẹp. Đấy, nước sơn nó rất là đẹp. Dựng với mẫu mạch phân tần có mã là F2A full đơn 131 chép thì hôm nay em có dựng cho một bác khách ở Thạch Thất cấu hình như này. Thì em trong quá trình dựng thì em làm video để cho các bác tham khảo. Còn bác nào mà muốn quan tâm đến chất lượng âm thanh, các bác đăng ký kênh của em lâu ngày rồi thì các bác biết em đã test rất là nhiều rồi. Còn các bác nào mà mới vào đăng ký kênh mà muốn có nhu cầu đến sản phẩm mà em đang chào bán ở đây với giá 5.300.000 thì anh em có thể quan tâm đến cái chất lượng âm thanh thì anh em có thể vào Zalo Tùng Nguyễn sẽ gửi video cho, hoặc là anh em sang bên kênh Loa Dời Tùng Nguyễn, em đang có một video test ở bên đó thì anh em có thể xem. Và hôm nay thì Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác. Các bác có nhu cầu thứ nhất là bát, thứ hai là tép, và thứ ba là vỏ thùng KB052, và thứ tư là phân tần. Đấy, một đôi loa này nó chỉ có 4 linh kiện thôi. Và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác nha. Các bác nhớ ấn đăng ký kênh và theo dõi video của Tùng Nguyễn. Một đôi loa khi Tùng Nguyễn đang dựng đây nó có công suất là 500W một loa. Anh em đánh với các dòng đẩy thì công suất nó lên rất là hay. Và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác.